không chỉ không chờ nên chỉ được không chờ là chỉ là vì là thế nào?
giới thiệu các đồng chí ủy viên ban thường vụ huyện ủy, lãnh đạo ủy ban nhân dân huyện, các đồng chí là đại diện lãnh đạo các cơ quan ban ngành đoàn thể của huyện Điện